Hello, mình chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip trải nghiệm lại với cây M16 A4 khi mà có chức năng bắn auto nha. Hôm qua trải nghiệm nó chưa được nhiều ấy. Còn về cây Mutan thì thôi khỏi phải nói anh em, cái đấy thì mình khuyên các bạn để bớt các bạn tác là nhanh hơn. Đấy trước mặt này. Vừa mới nhắc xong. Con này để single tác chậm lắm. Đây mình sẽ để bớt. Bớt tác nó sẽ nhanh hơn anh em ạ. Đấy. À, đẩy à, lên đây bạn ơi. Ừ, thấy mình cầm Mutan tính công chưa? Đâu rồi, bỏ đi đâu, qua gạt đã. Các bạn thấy táp con này tầm rồi nó cũng mù mắt cơ. Trước mặt này, đẩy lên luôn này. Rồi, gì cơ à? Ý. Có tên nữa chạy tới luôn à? Chưa kịp làm gì luôn. Lên đây bạn. Kiếp ông này cầm AK rồi sao? Cầm AK lại còn tính đi đường vòng à? Mình cầm Mutan thôi mà. Nhảy cái gì đây? Ủa? Trời ơi, có xe này. Lúc nhanh anh em ạ. À, xe nó đâm qua kia rồi. Mẹ nó mà đâm vào chỗ mình chắc toàn hết bất đạn. Rồi, bắn nhau rồi. Để mình lút nhanh rồi mình sẽ công qua luôn anh em nhá. Đấy, vẫn đang bắn nhau. Nó đứng bên ngoài hay sao ấy? Đứng sau cái hàng rào phía ngoài ấy. Rồi, để mình loot xong rồi mình sẽ ốp quả bom. 8 quả bom cơ mà. Ôi, đứng chân bên trái anh em ơi. Nó đứng ở chân cao à? À đây rồi. Trời, đâu ra thanh niên này vậy? May mà thanh niên này không biết mình anh em ạ. Chứ không thì toang. Này, giờ ốp bom ở tên trước mặt này. Lần này thì chết rồi. Ôi, nhầm địa chỉ rồi. Giờ còn mỗi lửa, quăng hết lửa vào. Ơ, cái tên đi xe nó lại tới kìa. Đồng bọn à. Ố, nóc luôn. Hình như khác team anh em ạ. Rồi, mình tưởng cùng team chứ. Đây, có thanh niên ngồi kê sau hàng rào. À, quấn bandit này. Ui, hết đạn. Trời ơi, nghịch ngu rồi. Mình tưởng Thơm Sơn đã có băng kích đạn chứ. Nè, thôi xong rồi. Từ từ anh ơi. Bình tĩnh thôi anh ơi. Nó đẩy rồi anh em ạ, nó biết mình yếu máu rồi. Ý giời, làm gì hả bạn? Thấy mình yếu máu cũng húng liều lắm cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ ra lấy con xe kia rồi. Mình lên bên kia mua phụ kiện anh em nhá. Ố, cái gì đây? Trời ơi, bé na này. Sợ thật. Thanh niên đang bé na ngay cạnh con xe anh em ạ. Đây, mua luôn cả hai cái Silent luôn. Đấy. M16 mình cực kỳ thích bắn Silent. Đây, để lại gần một tí nữa rồi mình sấy con chim luôn. Ok, nó đáp luôn rồi. À, tiếng súng bên này này. Đẩy qua luôn đi, gần lắm. Ui, rồi ơi, hai tên. Ui, đốc luôn, mày thế. Vừa nổ ra mạnh thật. Rồi, còn tên... À, tên trong kia cũng cầm M16 anh em ạ. Đấy, bây giờ từ khi M16 có tính năng bắn auto thì bây giờ nhiều người chuộng M16 phết. Đây, đứng ở trên tầng này. Kìa. Đây, đẩy lên luôn nha. Vừa nổ ra mạnh mà. Kìa, làm gì đấy bạn? Trời đất ơi. Mình không dám cầm M16 cận chiến anh em ạ, tại vì tốc độ ra đạn nó chậm ấy. Để có cơ hội thì mình bắn xa thôi. Đây rồi, tiếng súng bên phải này. Quay xe luôn. Để gặp mấy ông này thì mình nghĩ là mình sẽ dừng xa đi nhở. Nó bắn nhau trên tròi hay sao ấy, hai team à. Đây, bây giờ mình sẽ lên trên này giữ khoảng cách xa để mình sấy M16 nhá. Ngày xưa đã tát nhưng bây giờ là sấy rồi anh em. Nghe nó sang mồm hẳn luôn. Đây ơi, thấy rồi này. Ui, chạy trống rồi này, ngon luôn. Ui, sổ phê phết. Như kiểu táp phụ kiện kiểu ngày xưa ấy, mấy ông mà dùng phụ kiện mấy ông táp ấy, không khác gì luôn anh em ạ. Mình nghĩ là cái tính năng mà phụ kiện gắn vào M16 mà nó ra auto này cũng hay hạn chế được cái việc mà mấy ông sử dụng phụ kiện. Ủa mà, có thấy ông này ông bắn con khủng long kia chết à? Trời đất ơi, mình tưởng hai team bắn nhau, thanh niên này chắc là cưỡi khủng long tới, thấy xe xong rồi định phá kiểu giết khủng long luôn. Thanh niên này ác ôn nông thôn đấy, cũng là sát sinh thật.
Đây rồi, bắn nhau trong khu này luôn này. Đây mình thấy một tên nó chạy trống anh em ạ. Dừng đây nhá, sấy luôn. Đây lên trên cao tí đi. Ôi chỗ này bị lấp à. Đây thấy một tên rồi. Thấy một mục tiêu rồi anh em. Đấy, ngon luôn. Đây, để mình gạt đã. Táp, bây giờ khó thế nhở. Ui. Trời ơi, bạn nó cover được thế nhở. Không gạt được rồi anh em ạ. Mà M4 phải gọi là nó là một cái gì đó gọi là tượng đài của sấy ra rồi anh em ạ. M16 đợt này có auto nhưng mà cũng không thể nào mà sấy lại được với lại M4 đâu. Tốc độ M4 ra đạn nó vẫn nhanh hơn. M16 được cái độ ổn định nó tốt thôi. Đây, thấy một tên đứng ở trên này. Rồi, đốc luôn. Sau đợt này các bạn update xong các bạn có cảm giác là mỗi lần mà các bạn xuống xe các bạn rút súng phụ ra các bạn sấy nó rất là chậm, kể cả rút bom cũng thế nhá, cái động tác của nhân vật nó rất là chậm luôn đi. Nó không được nhanh như lúc trước nữa rồi anh em ạ. Bây giờ cảm giác thao tác của mình nó cứ kiểu bị nép lại, game nó nép lại chậm lại, khó chịu lắm. Đây, bọn kia lấy xe đẩy qua này. Đây, một tên phía sau đang tấn công vào đây. Đây, chớp mặt luôn. Ô, sao mày không làm gì ấy? AUG à? AUG thì bạn chết rồi. Sao mà lại được với đại đạn 7 được? Groza mạnh lắm. À, bên kia có con khủng long kìa. Hay tí đó mình nhảy luôn nhờ. Để luôn anh em ạ. Không biết hai tên trong này núp chỗ nào rồi. Khủng long mới toanh luôn. Ngon thật. Để mình thử lượn, mình check xem nào. Nãy có nghe tiếng chân. Nó chạy ngay chỗ đoạn này này. Núp chỗ nào nhờ. Thôi chịu rồi. Mình nghĩ là mình chạy vào bo luôn đi. Vẫn còn hai tên ở trong này luôn. Vẫn hiện số 3 người. Kìa, kẹt cái gì đấy ta. Thôi, chào các bạn, mình vào bo trước. À, đây rồi, có con khủng long bay này. Cầm M16, mình cực kỳ thích sấy mấy con khủng long bay em nhá. Úi giời ơi. Ai à, thanh niên này đảo ghê đấy. Lại còn đảo lên đảo xuống nữa anh em, khó bắn phết. Đây, dừng ngay nhà này luôn. Một tên đúng không? Rồi, dừng đây anh em. Ốp bao lên này. À, ông này nhảy xuống rồi anh em ạ. Nhảy ra phía sau rồi. Đây rồi, đứng ngay chỗ ngoài góc này. Quả bom này chết này. Tham mình chính xác luôn. Trời ơi, không lệch được. Bom như gắn định vị rồi. Không biết đồng đội đâu ta. Thấy ông này bay từ bên kia bay lại. Hay là hai ông ở trong khu sự kiện kia là đồng đội với ông này nhỉ? Ô, có tiếng xe này. Đây rồi. Ơ. Trời ơi, nhảy anh em ạ. Thôi thế thì bỏ bạn ấy đi. Trên này có tiếng M249 này, đang bắn nhau. Lên luôn. Lại gặp thanh niên Việt Nam nhận ra được mình rồi. Chắc là bạn của cái ông lúc nãy. Ông lúc nãy mình giết cũng là người Việt Nam mà. Để bo cuối mà có cơ hội gặp thì giao lưu thôi. Đây đây, thấy tướng chân rồi nha. Trong nhà hai tầng này luôn. Hình như có mỗi một tên thôi. Đây, để mình xuống luôn đi. Xử lý nhanh tên này. Lên tầng 2 đứng kê rồi. Để mình ốp quả lửa lên. À, nhảy xuống rồi anh em ạ. Ôi thôi đừng bảo là nhảy con khủng long. Ok không? Rồi sao? Mê thanh niên này. Nó dụ mình anh em ạ. Trời đất ơi. Bố ấy nhảy luôn con khủng long của mình rồi. Để lại cho mình con khủng long bé tí ấy. Bực thật đấy. Đây cái sang lúc nãy ông kia ông bắn. À, còn cái ông vừa rồi đi xe tới ông tìm áp hay sao ấy mọi người. Đây, đang nhảy này. Hình như có mình bạn này thôi hay sao nhở. Ủa Big O mà cũng chả thấy nói gì. Đây để mình nhận dạng bạn này, để tí nữa vào cuối lỡ hôm nay mà kiểu bắn nhầm ấy. Thấy mặc bộ váy màu đen đen đỏ đỏ à.
Rồi, ok. Thôi hẹn bó cuối nha. Có duyên thì gặp lại bó cuối. Để mình vào bo trước đi. Đây ơi, lại thêm một con khủng long bay nữa anh em này. À, rừng đây sấy luôn này. Ô, nó hạ cánh nữa rồi kìa. Thanh niên thấy mình rồi sao anh em ạ? À, bắn chỗ này à, bắn nhau à? Đây, thấy một tên rồi. Trời ơi, đúng là con này tốc độ ra đạn chậm thật, nó phế lắm anh em. Bắn gần với lại bắn tầm trung nó phế cực kỳ luôn. Chỉ có bắn xa thì nó tốt thôi. Đẩy luôn nha. Quả đấy mình mà cầm M4 mình sấy là nốc rồi đấy, chắc chắn luôn. Rồi. Sao mấy ông này toàn bay lẻ thế nhở? Từ khi có mấy con khủng long bay toàn mấy ông kiểu thích bay lẻ thôi. Trên kia mình vừa nghe thấy có tiếng M24 nữa thì phải. Đây, lấy con khủng long này luôn. Trời ơi, chỗ này không ra được à? Cái gì đấy? Ở đâu bắn đấy? Hình như là ở trước mặt mình à? Như kiểu có ông cầm VSS à? Có cuối như này rồi mà bắn rất là gần mà không nghe tiếng súng thì chỉ có VSS rồi. Ui, trước mặt rồi anh em ạ. Đây, để mình lấy khủng long mình cưỡi mình công luôn nhỉ. Sao lại vẫn bị kẹt thế này? Thế lúc nãy con khủng long này nó vào bằng đường nào? Ảo thế nhỉ? Chỗ này cũng không ra được luôn, mặc dù vẫn đang còn thoải mái để lọt được cửa. Trời ơi, bây giờ không có con xe hoặc là có phương tiện để đẩy lên. Chẳng nhẽ mày lại công bộ ta. Công bộ thì sợ cái bọn sau lưng kia nó thấy được. Con xe của mình trên kia kìa hơi xa mà giờ lên trên này hơi toang. À đây rồi, mình thấy có một tên lấp ló này. Ngay sau gốc cây này. Đây. Chạy này. Đây đúng cái tên mà vừa bắn lén mình đây. Ồ, bắn nhau à? Hai team bắn nhau anh em ạ. Đây rồi. Thấy một thanh niên rồi này. Đảo. Úi giời. Đảo ghê vậy bạn. Chết luôn. Việt Nam. Ôi hay là đừng bảo là ông này ông team up nhá. Ông này còn cởi đồ anh em ạ, chết rồi. Có khi là mình bắn nhầm ông team up không ta? Thôi kệ đi, tầm này team up cái gì nữa, lấy xe mình dí luôn. Nó bắn nhá với lại team nào ở trên kia ấy. Có tiếng uống nước. Ui giời ơi, nằm ngay đây. Ô kìa. Ui tôi xong rồi, lại có xe tới nữa. Đồng bọn tới à? À đâu, hình như là hai team anh em ạ. Thấy bắn nhau rồi. Này thì sấy này. Đây rồi. Nằm đây à bạn. Trời ơi, vi xinh đẹp, bạn nữ luôn. Đây 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 đây. Úi giời ơi, chết luôn. À bạn lại cái tên mà bị mình nốc ở chỗ kia. Lại có tiếng súng nữa phía sau bắn nhau rồi, mình công lên luôn anh em ạ. Đây 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 đây, sấy nhau này. Có tên trong bụi cây hay sao ấy. Ui rồi ôi. Trận này lấy xe đi cán người bo cuối lại được anh em ạ. Gạt luôn. Đây còn tên bên này nữa. Sấy cái gì đây? Sấy cái gì không tông được. À một tên phía xa nữa kìa. Ui rồi vừa bên cuối luôn anh em. Thế là bọn này là cùng team. Ui. Có ốp sau lưng anh em ơi. Thôi toang rồi. Chuẩn lẹ chuẩn lẹ. Mình sờ mốc, mình lấy con xe mình té luôn. Đây này, thấy nó ngay trước mặt rồi này. Đang còn cái tên bạn của cái thằng mà mình tông nữa cơ, mới nốc mà. Ôi đấy. Nó đứng đâu đó ốp bom anh em ạ. Ui, nguy hiểm thế nhờ. Ôi, chuẩn lẹ chuẩn lẹ chuẩn lẹ. Chuẩn lẹ đứng đây là ăn bom mà chết đấy. May mà vẫn chạy được. Vì cái bọn trên kia nó còn focus vào nữa mà. Giờ tạt phải lấy đồ trên. Bo này còn 5 người. 5 người khả năng mình nghĩ là hai team, nếu mà hai team hoặc cũng có thể là ba team đấy, chẳng nhẽ lại một tên lẻ với lại một team 4. Đây này, một tên cưỡi chim tới này. Úi giời ơi, a. À, công vào chỗ mình luôn à. Ông này làm cái gì đây? Ok. Ôi giời ơi, thanh niên này làm cái gì vậy? Bắn yếu rồi còn cố mà lao ra bò nữa. Ông này ham vui quá, không để ý máu hay sao ấy. Ô, tiếng chân này bên phải luôn. Ôi chuồn anh em ơi. Có một tên nằm ngay chỗ này luôn này. Sợ thế nhở. Hay là mình chơi luôn tên này đi. Để xem có mấy tên. Đây rồi.
Bây giờ lại nằm. Lại nằm mà bạn chết luôn. Ủa bắn chết rồi mà sao lại vẫn nghe tiếng chân. Rồi còn tên này. Nãy mình thấy ông này ông lượn chim nãy giờ rồi. Rồi hạ cánh rồi anh em ạ. Chạy tới này. Rồi mà cẩn thận. Nãy mình nghe bọn này có thằng cầm ốp anh em ạ. Không đùa được đâu. Dụng đầu như chơi đấy. Đấy vừa mới nói xong mà. Rồi đợi xem đã. Chỗ mình trong bo rồi. Ổn rồi đây. Còn hai tên nữa thôi. Mà không biết là tên còn lại phải cùng team không. Thôi giờ tạm có cây đi anh em ạ. Đấy lấy bo chỗ này luôn. Rồi hai tên trước mặt luôn anh em ơi. Mỗi tên một gốc cây. Tên bên trái cầm DB này. Không biết tên cầm ốp là tên nào. Rồi bo ủng hộ mình rồi anh em ạ. Đợi bo thôi. 1v2. Chỉ cẩn thận tên cầm ốp nó gọt đầu mình là mình có cơ hội mình win. À chạy này. Trời ơi mắc cỏ. Ui yếu kìa. Đèn thế. Quả này không mắc cỏ nó được nó đấy. Tính sờ mốc để chạy trái hay sao ấy. Có tên cầm ốp nó vẫn đang đứng gốc cây hay sao ấy, anh em ạ. Sợ cái tên cầm ốp nó đứng là nó cover cho thằng này chạy. Ngó này. Rồi bạn ngó trong sờ mốc à. Nó bò vào trong sờ mốc rồi chắc là nó cứu nhau trong đấy luôn hay sao ấy. Để mình tiếp cận mình ốp bom luôn. Hay là tên cuối mình sẽ sử dụng M16 mình thử cận chiến xem nó như thế nào anh em nhé. Một ăn cả hai ngã về không. Tại vì mình đã thử nhiều lần M16 cận chiến nhưng mà toàn thua thôi. Tại vì nó ra đạn chậm lắm anh em ạ, yếu lắm. Nhưng mà mình cứ thử xem như thế nào. Đây này, đẩy lên luôn đây này. Để mình nốc một đã. Đấy, nốc một tên đã. Cho tên này yếu đi, cho chắc ăn. Rồi. Máu mình cũng yếu này, chơi luôn nhá. Ui giời ơi, ngu người rồi. Biết mà lần nào cầm M16 cận chiến cũng thua. Quả đấy mình mà cầm Groza thì chắc chắn là mình ăn được rồi. Nhưng mà mình thử cận chiến M16 để thấy xem sức mạnh của nó như nào mà nó yếu lắm anh em ạ. Thôi clip hôm nay thì thử cho các bạn top 1 cũng được anh em ạ. Top 1 nhiều cũng ngán rồi. Thì bye bye mọi người nha.